Sáng nay tại Đà Nẵng, Bộ Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với Quỹ phòng chống tác hại của thuốc lá Bộ Y tế tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao năng lực truyền thông về phòng chống tác hại của thuốc lá cho phóng viên, biên tập viên, bán đại trung ương và địa phương khu vực miền Trung tây Nguyên tại hội nghị các báo cáo viên đã cung cấp cho báo chí các thông tin mới về tác hại của thuốc lá và công tác phòng chống tác hại của thuốc lá kết quả thực hiện công tác truyền thông về phòng chống tác hại của thuốc lá các quy định pháp luật về xử phạt hành chính về phòng chống tác hại của thuốc lá trong lĩnh vực thông tin và truyền thông thông qua hội nghị tập huấn sẽ giúp tăng cường hơn nữa sự hiểu biết của các phóng viên báo đài về phòng chống tác hại của thuốc lá tăng cường sự phối hợp chia sẻ thông tin giữa các cơ quan thực hiện công tác phòng chống tác hại của thuốc lá và cơ quan báo chí từ đó thực hiện hiệu quả công tác truyền thông đến cộng đồng để nhận thức đúng về tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe con người về cách phòng chống tác hại của thuốc lá góp phần xây dựng một xã hội lành mạnh không khói thuốc lá